Trong giấc mơ, con thấy hình ảnh một vị sư phạm giới ái dục về nam nữ. Thì sư cho con hỏi con có cần đi sám hối với vị đó không thưa sư? Trong giấc mơ thì không được tính là phạm lỗi. Tuy nhiên cái lỗi ở đây là chúng ta đã không gìn giữ chánh niệm khi đi ngủ. Đây là một cái lỗi. Còn cái chuyện mà quý vị mơ trong giấc mơ, cái đó không có tính nha, tại vì toàn bộ đó là ảo tưởng hết, cho nên nó không tính. Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta đã ngủ với sự thất niệm. Chính vì như thế, Đức Thế Tôn ở trong Tạng Luật ấy, thì Ngài đã răn dạy các vị tỷ kheo là phải ngủ ở trong chánh niệm. Còn nếu ngủ thất niệm thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Ví dụ như thả tâm rong ruổi, chạy theo những giấc mơ ô nhiễm.